Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang đứng ở ngay chỗ ngã ba Trưng Vương nè. Bây giờ mình sẽ ở đây mình quay lại cảnh xe đi ngã ba Trưng Vương như thế nào nha. Hôm nay là chủ nhật, hôm nay vẫn đang trong những ngày dịch corona các bạn. Mình qua thử mình có vẻ như xe ít hơn đó. Thì giờ mình qua lại cho bạn xem ngã ba Trưng Vương nó có những gì nha. Đây là mình đang đứng ở bên của đường Võ Văn Ngân đó, phía trước các bạn thấy cái bảng đường không? Tất cả đường ngã ba đó là đường Trưng Vương á, người ta gọi là ngã ba Trưng Vương. Thì chỗ này nó có một trạm xe buýt, cũng là trạm Trưng Vương luôn, là nó phía trên kia tí mà mình sẽ đi bộ lại, nó gần ngã ba đó. Còn cái bến xe buýt kia là ở cái hướng đi vào trung tâm nha đó. Ngoài thấy xe buýt đi ngon không? Chỗ này quẹo lên Trưng Vương á là mình sẽ gặp cái cổng sau của trường cao đẳng Nguyễn Hữu Đức, và rẽ một lát là sẽ tới đường 17, tới cổng sau của đạp ngân hàng luôn. Ở đây thì rất là nhiều trường học, còn ở chỗ này là nhà văn hóa Thủ Đức nè, nhà truyền thống, là bên cạnh nó là sẽ là nhà thiếu nhi đó. Chỗ này là nó có nhiều cái shop quán quần áo là nổi tiếng, là nó nhiều á. Bình thường giờ này là nó đông, nó kẹt cứng luôn rồi, nhưng mà bữa nay hình như bị dịch đó, người ta đích đi, sinh viên cũng chưa vào nên là cũng biết đi hơn hẳn luôn. Đó là hướng đi ra tới cái chợ Rất này các bạn, cái vòng xoay ở chợ Rất á. Chỗ đây là đầy đủ luôn, tiện nghi, quán, xá gì cũng có hết nha. Chợ thì một bên xuống phía kia một tí, bán đồ điện nước cũng có luôn, bán đồ cho học sinh sinh viên có hết, bán quần áo có luôn, rồi quán nước rồi cũng rất là nhiều. Cái chỗ đường Trưng Vương là có rất là nhiều quán vạt nha các bạn, thì quán học sinh đó, các bạn nào muốn ăn vạt mà giá rẻ sinh viên á thì cứ lên cái đường nào là rất là nhiều, có bán trà, quán ốc, đủ món hết, bánh mì sáng rồi trưa chiều rất là nhiều luôn. Chỗ này là phía trước lên một trước là nó sẽ có cái Vincom á, cho nên là tối người ta đi đông lắm, bây giờ thì ít hơn. Này ở sát bên đây cũng là shop đồ này các bạn. Nó ra đây là vui liền, xe cộ đi rất là đông. Rồi thôi như vậy nha, thì video hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn là cái ngã ba Trưng Vương ở quận Thủ Đức là như thế nào, dân cư rồi đi đâu không. Rồi như vậy nha các bạn, chào tạm biệt các bạn. Thì ở video sau thì mình sẽ cố gắng mình quay nhiều cái địa điểm cho bạn xem nha.